Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Trong tập trước, sau khi chứng kiến tất cả những người mình yêu thương bị yêu tộc lấy mạng, Mạnh Xuyên đã phẫn nộ đến mức suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Rất may, vào thời khắc đó, thần tôn trong cơ thể hắn đã xuất hiện an ủi Mạnh Xuyên và hứa sẽ giúp hắn cứu sống Liễu Thất Nguyệt. Không lâu sau, từ trên tay vị thần tôn đó, một bảo vật giống như la bàn hiện ra. Chỉ trong một vài động tác, thời gian đã bị nghịch chuyển quay trở lại khoảnh khắc trước khi hai người bị thương. Lúc này, Mạnh Xuyên không kìm được nỗi xúc động, hắn quyết định chủ động đặt lên môi Liễu Thất Nguyệt một nụ hôn nồng cháy. Chứng kiến một màn ân ái này, Tiêu Tiếu Lý tiến lại gần, không quên vỗ tay mấy cái. Hiển nhiên, tên gia hỏa này cũng nhận ra thời gian đã bị luân chuyển. Ngay sau đó, gã ta lập tức hóa thành bộ dạng của một con đại yêu to lớn, đứng sừng sững trước mặt Mạnh Xuyên, Tiêu Tiếu Lý điên cuồng hét lên. Rốt cuộc, ta cũng đợi được đến ngày này, người cuối cùng cũng chịu xuất hiện trước mắt ta. Ở thế giới này, ta chính là bất bại. Lời gã vừa dứt, một thân bạch y đã xuất hiện sau lưng Mạnh Xuyên, từ từ bước ra. Người này không ai khác, chính là vị tiền bối vẫn luôn ở trong bi tâm của hắn. Trận đấu tiếp theo dĩ nhiên là do vị thần tôn này ra tay. Không mất quá nhiều thời gian, chân thân của Tiêu Tiêu Lý đã hoàn toàn bị đánh bại. Kẻ cầm đầu đã bỏ mạng, đám yêu vương cũng lập tức rút lui. Đội quân yêu tộc thấy thống lĩnh của mình bỏ chạy, cũng tranh nhau phóng đến lỗ hổng không gian nhằm thoát mạng. Sau vụ xâm nhập thất bại này, Đông Ninh phủ miễn cưỡng có thể yên bình được một thời gian mà không bị yêu quái xâm chiếm nữa. Sau khi cuộc chiến kết thúc, tất cả mọi người lại cùng nhau xây dựng lại cuộc sống. Phải nói rằng, thương vong trong thảm án này được thống kê với con số lớn nhất từ trước đến nay. Chỉ riêng tổ Trạch Mạnh gia đã hy sinh 4 vị trưởng lão. Ngoài ra, còn có vô vàn chiến sĩ khác. Sau khi quốc tang được diễn ra, những người còn sống vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. 3 vị thần tôn tại Đông Ninh Phủ tuy rằng giữ được mạng nhưng cũng bị thương nghiêm trọng. Về phía Mạnh Tiên Cô, bà biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa. Bởi vậy, trước khi nhắm mắt, bà vẫn tin sẽ chứng kiến Mạnh Xuyên có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn tu luyện. Vài ngày sau, tin tức phía Ngọc Dương Cung truyền đến phủ Mạnh gia. Liễu Thất Nguyệt lập tức đến tìm Mạnh Xuyên nói lời tạm biệt. Trong trận huyết chiến, nàng đã bộc phát ra sức mạnh của Phượng Hoàng thần thể. Chuyện này đã kinh động tới người của Nguyên Sơ Sơn, bởi vậy nàng phải lập tức đến Ngọc Dương Cung. Đã có người chờ ở đó để đón nàng đi. Mặc dù không muốn rời xa người mình yêu, nhưng Mạnh Xuyên đã hứa với Thất Nguyệt, hắn nhất định sẽ tiến vào Nguyên Sơ Sơn, sau đó gặp lại nàng. Trên đường đưa Thất Nguyệt đến Ngọc Dương Cung, cả hai đã nói rất nhiều chuyện. Rất nhanh, hai người đã đi đến đại sảnh. Lúc này, An Hải Vương đã đợi bọn họ từ trước. Cảm nhận được khí tức tôn giả của vị thần tôn này, Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Hắn quyết sẽ cố gắng nâng cao thực lực để trở thành thần tôn. Nhìn thấy Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt tiến vào, An Hải Vương biết hắn là thiên tài trong số đám thiếu niên ở Đông Minh Phủ, đã có biểu hiện rất tốt trong trận chiến với yêu tộc. Sợ rằng đám thiên yêu môn sẽ truy sát hắn, cho nên An Hải Vương đã bảo Mạnh Xuyên hãy cùng Thất Nguyệt đến Nguyên Sơ Thành chuẩn bị cho cuộc khảo thí tại Nguyên Sơ Sơn sắp diễn ra vào mùa xuân năm tới. Ở Nguyên Sơ Thành tập hợp rất nhiều thần tôn mạnh mẽ, đó là nơi an toàn nhất Vương Triều Đại Chu. Ông tin những bọn họ ở đây tu luyện sẽ được an toàn. Mạnh Xuyên vui vẻ đồng ý với An Hải Vương, sau đó quay người về chuẩn bị đồ để sáng mai xuất phát. Đúng lúc này thì Yến Tẫn ở ngoài cửa bước vào. Nhìn thấy hắn, ánh mắt An Hải Vương có chút phức tạp. Trong trận huyết chiến vừa rồi, Yến Tẫn đã biểu hiện rất tốt, nhưng khi biết một kiếm mình rút ra là do cha hắn đã phong ấn, hắn cảm thấy vô cùng hận người cha này. Hắn hận thì sao bao năm qua ông không tới tìm hắn. An Hải Vương sợ rằng đám thiên yêu môn biết Yến Tẫn là con út của mình sẽ gây khó dễ cho hắn. Bởi thế, ông kêu Yến Tẫn tới An Hải Quan lánh nạn. Tuy nhiên, Yến Tẫn lập tức từ chối. An Hải Vương lại nói hắn theo ông về Ngô Châu, ở đó không ai có thể thương tổn một sợi tóc nào của hắn. Nhưng mà sự cứng đầu của thiếu niên này có phần giống ông hồi trẻ. Thấy Yến Tẫn kiên quyết từ chối như vậy, ông chỉ đành để hắn cùng Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đến Nguyên Sơ Thành tu luyện chuẩn bị cho cuộc khảo thí. Đến đây thì cũng hết tập 26 và cũng là tập cuối phần 1 Thư Nguyên Đồ. Tiếp theo đây, Mạnh Xuyên và những người bạn sẽ bắt đầu một hành trình mới tại Nguyên Sơ Sơn. Nếu tò mò về diễn biến tiếp theo, hãy đăng ký kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn!